À, xin chào các bạn, hôm nay là lý uh, Tuấn Tô, Đức chúng tôi xin hiệu bạn một cái mẫu chậu uh, rửa mặt của Cô Tô mang mã hiệu là C0110 và vòi lavabo nóng lạnh của Cô Tô mang mã hiệu là CT2190A à, Mẫu chậu lavabo C0110 này là mẫu lavabo âm bàn dương vành của thương hiệu Cô Tô với kích thước chiều ngang là 62cm, chiều rộng là 47 và độ sâu của lòng chậu là 20 và mẫu vòi của Cotto CT2190A này là chất liệu được làm bằng đồng thông mà romdiken và nó đã bao gồm cái bộ xả ti và dây cấp nước à, mẫu vòi à, chậu và chậu này hiện tại à, của thương hiệu Cotto là xuất xứ ở Thái Lan và thương hiệu Cotto cũng là thương hiệu đến từ Thái Lan và cái mẫu vòi lavabo này thì gắn vô cái mẫu chậu này khá là phù hợp thì ngoài cái mẫu vòi này ra thì các bạn có thể gắn những cái mẫu vòi khác cũng có thể gắn được chối với cái Labo Cotto C0110 này và hiện tại thì hai mẫu vòi và labo này đang được bán tại lý của tô tuấn đức nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại hoặc là chỉ cập vào tdm.vn để tập hàng trực tuyến cảm ơn các bạn đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại